Tối qua tại quảng trường Tây Bắc, ban tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc. Dự và chỉ đạo tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, thành viên ban tổ chức lễ hội. Chương trình khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Arabica Sơn La, hương vị núi rừng Tây Bắc sẽ được tổ chức tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, tiếp sóng trên STV và các nền tảng số Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La vào 20 giờ tối nay, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Sau chương trình khai mạc, các đại biểu, du khách và người dân sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước, tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung. Tại buổi tổng duyệt, các nội dung chương trình khai mạc được thực hiện theo đúng kịch bản đã phê duyệt, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ và hơn 600 diễn viên chuyên, không chuyên. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ, mô hình được chuẩn bị chu đáo, công phu. Các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công cùng ekip thực hiện chương trình đã dành thời gian tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Ngay sau chương trình tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã chủ trì cuộc họp góp ý rút kinh nghiệm tổng thể chương trình khai mạc. Trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị ban tổ chức lễ hội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, ekip thực hiện chương trình sớm hoàn thiện các nội dung như bổ sung thêm hình ảnh cho phù hợp với ý nghĩa các bài hát nhằm quảng bá hình ảnh Sơn La đến với đông đảo du khách, hoàn thiện kịch bản lời dẫn chương trình, trang trí khánh tiết sân khấu, đạo cụ, trang phục biểu diễn, các tiết mục nghệ thuật, đảm bảo khung thời lượng chương trình, bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, để lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.